Ok, giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Đây, có một cái bảng này mà vừa ta. Bây giờ sẽ là hướng dẫn cài đặt lại luôn từ đầu. Đang thực hiện trên máy ảo nha. Đừng có hỏi là cái gì nha. Hiện trên máy ảo. Thì sang tốt. Ok, bây giờ mình sẽ cài. Nick và ok cái không sau này chịu khó đọc cái phần viết á, gì yếu mà ok là xong. Có nhiều máy khi mình vừa cài xong á, thì nó có thể cho mình sử dụng trial 30 ngày. Còn có nhiều máy thì cài lên nó chả cho gì cả. Đôi lúc như máy anh mới lần trước nó như lần đầu tiên cài đồ mới đồ đồng hồ tất cả các kiểu mà nó cũng đâu có cho xài free đâu. Nó bắt nhập các kiểu thì thích thì mình nhập gì thôi, mình nhập vô nó ví dụ như anh test ở đây nè là Win10. Windows 10 1607. Nói chung là mình phải điền cho đầy đủ. Không quan trọng là trả nó, chả quan trọng điền gì. Điền gì cũng được. LTA. Đây email điền gì cũng được. Nhưng cái serial number mình nên điền, mình điền như thế này. Ở đây có một là một cái mở trong đây. Mở một viết này lên, trong này nó có hướng dẫn này. Thì mình sẽ dùng cái series giả này để mình không qua mặt đánh suối. Nếu qua mặt được thì xài thử 30 ngày, còn nếu không qua mặt được thì tiếp tục viết tiếp. Ok, nó báo như thế nào là thành công đấy, nó báo như báo gì kệ cha, nó không quan đó. IDM, ví dụ IDM kiểu nó báo đăng ký một số series giả có kiểu tắt để kiểm tra cốt cái này qua copy cái này qua ngay cái ổ mình cài bây giờ ngay ổ mình cài là ổ C đây có ổ C đang dễ nhất. Ok đây là mà ok mình sẽ dán đè nó lên file này thì sẽ là quá. Reply in continue. Ok, xong. Bây giờ chúng ta đã có một IDM bản quyền đầy đủ các kiểu cung đà điểu. Bỏ cái này. Ok, have the about. Đây là bản nguyên mực 1607 của Liên Hợp Quốc. Đó, đơn giản là như vậy thôi. Đến đây thì mình có thể khởi động máy lại. Nếu bị lại thì mình tiếp tục làm như vậy. Mình chỉ nếu bị lại, nếu nó vẫn báo là fetch story thì mình cứ tiếp tục làm là mình dùng cái này mình chết đè lên. Nghĩa là có thể trong quá trình mình làm sau đó nó bị lỗi. Ngày trước thì nó có một lỗi là do nó cái series cũ á, nó có một trước đây có một cái series cũ, cái series đăng ký defect á, thì cái series đó nó bị IDM phát hiện và block. Sau này sau khi anh em tên group đổi cái series thì nó không phát hiện được nữa, mà nói chung là cứ thành công là thành công thôi. Ok, hẹn gặp lại em ở video sau. Tắt cực nha.